Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức giải TV. Lời nói đầu tiên thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin được chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và an lành. Thưa quý vị, nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra gai gắt khi nhiều nguồn tin trong nước tiết lộ rằng Quân ủy Trung ương Việt Nam họp bàn sẽ đưa ra quốc hội để bàn luận thông qua chỉ định số 15, quyết định quốc phòng xét duyệt kinh phí xây dựng 63 tượng đài tướng Bùi Cao Khánh trên 63 tỉnh thành cả nước, có nghĩa mỗi một tỉnh thành trên đất nước Việt Nam sẽ có một bức tường của tướng Bùi Cao Khánh. Phí nhà nước cấp kinh phí 1 phần tư cho các tỉnh, số còn lại tỉnh phải bỏ ra chi phí tùy theo bức tường đó cao lớn bao nhiêu. Nếu cuộc họp bàn quốc hội diễn ra tới đây được thông qua, di chuyển xây dựng tượng đài được tiến hành ngay lập tức. Ngược lại, nếu số đại biểu quốc hội không chấp nhận chuyện này, vượt quá 50% thì câu chuyện sẽ tạm dừng. Đây là thông tin chính xác được một số quan chức cấp cao tiết lộ. Ngay sau khi nguồn thông tin nêu trên được tiết lộ ra ngoài, rất nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông. Trong câu chuyện này có hai luồng dư luận đồng ý và không đồng ý. Theo sự tìm hiểu của nhóm phóng viên chúng tôi, ước tính khoảng 52% số người dân không đồng ý với chuyện xây tường đài, tường mua cao khẳng trong thời điểm này. 48% còn lại đồng ý xây dựng luôn, không cần bàn cãi. Để đi sâu phân tích câu chuyện này, số người dân không đồng ý 52% được chia làm hai nhóm. Thứ nhất, không đồng ý vĩnh viễn xây dựng tường đài. Họ cho rằng công của Bùi tướng Bùi Cao Khánh là to lớn cho đất nước trong thời buổi hiện nay. Tuy nhiên so với những gì vị tướng trải qua, các triều đại thời xưa thì ông vẫn còn kém xa. Nếu từ giờ đến cuối đời ông lập nên nhiều chiến công hiển hách, thì lúc ấy đề xuất xây dựng tượng đài cũng chưa muộn. 52% số người không đồng ý ở nhóm thứ hai thì lại cho rằng sự tài ba xuất sắc và công lao to lớn của tướng Bùi Cao Khánh chỉ nên xây dựng tượng đài ở trung tâm thủ đô còn xây đến 63 bức tượng như vậy thì công sức đó còn vừa xa cả công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như vậy là không công bằng. Hơn thế nữa, hiện nay nhân dân Việt Nam còn đang đói khổ, nạn dịch viêm phổi vũ cấp đang hoành hành. Số tiền bỏ ra xây tượng đài tập trung lo dập dịch thì đúng hơn. Số tiền bỏ ra xây dựng tượng đài là quá lớn và quá lãng phí. Nó có thể đi mua vaccine cho cả nước để chấm dứt nạn dịch. Không thể để nhân dân tiêm vaccine của tàu không đảm bảo chất lượng vâng 48% còn lại thì thể hiện quyết tâm cao độ đồng ý cả tay lẫn chân để xây dựng tường đài. Tướng Bùi Cao Khánh, những người này cho rằng nếu trong những năm qua không có tướng Bùi Cao Khánh, đất nước Việt Nam đã là của Tàu Cộng. Một khi nước ta rơi vào tay giặc thì còn mấy ai được sống sót, bởi vậy phải xây dựng ngay tường đài của ông để 96 triệu người dân mở mắt ra là nhìn thấy ông, họ sẽ ghi nhớ công ơn và sẵn sàng chết vì đất nước nếu như giặc Trung Quốc xâm lược. Và chuyện xây dựng tượng đài là tốn kém nhưng đổi lại, công việc này sẽ hun đúc tinh thần. Công việc này sẽ hun đúc tinh thần yêu nước của cả dân tộc thì chuyện tốn kém chỉ là chuyện nhỏ. Những người này cũng đưa ra nhiều so sánh khi nói về cầu thủ bóng đá người Thủy Điện, Jatan Ibrahimovic. Vâng, anh ấy chỉ là một cầu thủ bóng đá nhưng cả nước đều đồng ý xây dựng tường đài của anh trên khắp mọi miền đất nước. Một cầu thủ bóng đá để so với một vị tướng công lao to lớn nhất dân tộc thì làm sao sánh nổi. Bởi vậy không có lý do nào để nói rằng việc xây dựng tượng đài Zlatan Ibrahimovic là sai. Kính thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng tượng đài Zlatan Ibrahimovic đem ra tranh luận sẽ không bao giờ có hồi kết. Dù rằng số đông người không đồng ý xây dựng tượng đài chiếm 52%, nhưng điều đó cũng chưa có nghĩa họ đạt được số phiếu. Bởi trong 52% ấy lại có những người nói xây dựng một tượng đài vị tướng ở thủ đô, cũng có người nói xây dựng 8 tượng đài thôi thay vì 63 tượng. Những người đưa ra ý kiến này nói rằng, hãy xây một tượng đài ông ấy ở thủ đô Hà Nội. Bài tượng đài kia ở bài tỉnh biên giới địa lính Trung Quốc mở mắt ra là nhìn thấy hình ảnh của ông đứng sừng sững trước mắt chúng rồi. Đó là một hình thức gian đe Trung Quốc xâm lược dạy chúng ta biết rằng nếu xâm phạm sang lãnh thổ Việt Nam khi mỗi người dân Việt Nam là một tướng bùi cao khánh. Trong số 52% người này cũng có người nói rằng phải xây dựng 9 tượng đài của vị tướng này. Một tượng đài ở thủ đô, 7 tượng đài ở bài tỉnh biên giới còn hai tượng đài thì ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để đánh dấu chủ quyền. Đây là những ý tưởng rất hay, hay hơn cả tuyệt vời. Tuy nhiên nó chỉ đúng với những người đồng ý và còn phải chờ quốc hội thông qua xem xét. Vâng, liên quan đến vụ án tướng Bùi Cao Khánh bị quân đội Trung Quốc bắt cóc mới được trả tự do, vào sáng ngày hôm nay, tướng Bùi Cao Khánh lại có những thông tin liên quan khác nói về ông Tập Cận Bình, đã rủ dỗ ông trong 8 ngày bị giam giữ. Theo tướng Bùi Cao Khánh, sau khi ông và toàn bộ hơn 100 người lính của đại đội, sáu bị trúng độc, tất cả mọi người đều cảm thấy bụng đau như cắt, đau đớn quằn quại, mồ hôi, nước thấm hết cả áo. Lúc 12 tên lính Trung Quốc xuất hiện bắt giữ ông, mọi người đều biết rõ nhưng cơ thể đã không còn sức chống cự. Chúng đem ông về qua đồi 1002 cách biên giới Việt Nam 2 km. Ngay lập tức bọn chúng cậy miệng ông đổ một thứ thuốc gì đó ép ông phải uống. Chỉ 5 phút sau cơn đau đã không còn nữa, sức khỏe ông khôi phục lại bình thường. Ngay sau đó, cuộc điện thoại đầu tiên của ông Tập Quân Bình gọi đến cho ông. Tuy nhiên lúc đó ông không chấp nhận nói chuyện với Tập Cần Bình mà chỉ suy nghĩ về những người lính đơn vị ông có bị chết hay không mà thôi. Nơi ông bị giam giữ ở đây đúng là một căn hầm bí mật. Chìm dưới ngọn núi nó được xây dựng hiện đại đến mức tên lửa hoặc pháo binh có sức xuyên phá tốt nhất cũng không hề làm nó suy chuyển. Cổng ra vào ở đây có hai đầu được lắp đặt hệ thống điện tử có mã khóa. Chỉ những người biết mật mạ mới có thể ra vào được căn hầm này. Ông biết rằng dù đặc công Việt Nam có tấn công sang đây để cứu ông cũng vô ích bởi họ không có mã số để mở cửa. Trong 8 ngày ở đây, ông bị bọn chúng giam lỏng không thể đi lại thoải mái. Trong căn phòng luôn có lính canh gác kèm theo căn phòng dài 2 km rộng 800 m, đủ để chứa cả một sư đoàn bộ binh. Đúng là bộ đội Việt Nam khó bao giờ để đuổi kịp được Trung Quốc trong việc xây dựng các con đường hầm quân sự. Từ ngày thứ hai đến ngày thứ 8, ông Tập Quân Bình liên tục gọi điện thông qua hệ thống trực tuyến đòi gặp mặt. Ông Tập Cận Bình đã mời ông Lâm Nguyên Soái thống lĩnh toàn bộ quân đội Trung Quốc kèm theo chức vụ phó quân ủy Trung ương Trung Quốc. Đây là một chức vụ to lớn nhất của quân đội Trung Quốc, chỉ đứng sau một mình ông Tập Cận Bình mà thôi. Trong lời mời chào này, Tập Cận Bình hứa rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ động đến Việt Nam ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Tướng Bùi Cao Khánh cũng không cần phải lo mặt trận phía Nam, mặt trận Biển Đông, tức là biên giới phía Bắc Việt Nam. Điều này sẽ giúp cho tướng Bùi Cao Khánh không phải khó xử khi đối đầu với đội quân Việt Nam. Trong khi đó, ông sẽ chỉ huy toàn bộ mặt trận 13 đường biên giới giáp với các nước khác chủ yếu là Nga, Ấn Độ và Triều Tiên. Sau khi lãnh trách nhiệm này, ông cũng không cần phải có mặt ở các tuyến biên giới, mà chỉ cần chỉ huy qua trực tuyến. Chỉ khi nào đi thị sát tình hình cho rõ hơn mới cần đến các khu vực chiến tuyến. Tướng Bùi Cao Khánh cũng được nhà nước Trung Quốc ưu tiên cho khu biệt thự ở thủ đô Bắc Kinh, ông có toàn quyền đón người thân Việt Nam sang Trung Quốc sinh sống. Không thuyết phục được tướng Mưu Cao Khánh, Tập Cận Bình tuyên bố đanh đá rằng ông sẽ không sát hại ông, thay vào đó ông sẽ trả tướng Mưu Cao Khánh về Việt Nam và phía Việt Nam phải chấp nhận bài điều khoản mà Trung Quốc đưa ra. Bài điều khoản này bao gồm Việt Nam phải trao trả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, 498 cao điểm quân sự dọc bảy tỉnh biên giới phía Bắc, không được cho các nước thuê cảng biển Cam Tranh và khai thác dầu khí chung, phải trả lại tên lửa tàu khu trục cho Mỹ, Nga và Ấn Độ và điều cuối cùng không bao giờ được in ấn những chương mục này vào sách giáo khoa cho học sinh cũng như công bố cho giới báo chí biết khi Việt Nam làm xong tất cả những điều khoản đó Trung Quốc sẽ trao trả tướng Bưu Cao Khánh về Việt Nam nếu Việt Nam không chấp nhận đàm phán đồng ý những điều khoản đó tướng Bưu Cao Khánh sẽ bị giam giữ trong ngục tối suốt đời tại Bắc Kinh Lý do ông Tập đưa ra vì ông ta phạm tội chiến tranh tàn sát vô số sinh mạng lừng Trung Quốc, cướp nhiều đất đai của người Trung Quốc. Nhưng thay vì tử hình nhà nước Trung Quốc sẽ giam giữ ông suốt đời, đó là một đặc ân của người Trung Quốc dành cho vị tướng tài ba của Việt Nam. Khi được hỏi rằng liệu phía Trung Quốc có đầu độc ông bằng loại thuốc phát huy tác dụng chậm hay không, tướng Bùi Cao Khánh nói rằng, tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó, nhất là họ muốn giết tôi thì tôi cũng không còn cách nào khác để né tránh. Bởi tôi không thể không ăn trong 8 ngày, thậm chí nếu vợ tôi không cứu được tôi sớm thì tôi cũng phải sống hết đời trong ngục tối. Vậy nên tôi cần phải ăn uống để có sức khỏe chờ đợi thời cơ, sống chết đều có mệnh số, đã làm tướng thì việc sống chết không còn gì quan trọng nữa, quan trọng nhất phải giữ được tâm hồn tình lặng và không bị khuất phục. Bởi những cảm dỗ mà đối phương đã cài bẫy, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những phục vực liên quan đến tưởng vui khắc Khánh để gửi đến quý vị và các bạn trong những bản tin kế tiếp. Thưa quý vị và các bạn, ai cũng biết rằng Việt Nam là một trong những quốc gia bị Trung Quốc tìm cách kiểm soát và xâm lược nhiều nhất. Trong số các vấn đề có liên quan đến việc xâm lược chủ quyền của Việt Nam thì Trung Quốc luôn khát khao chiếm giữ toàn bộ các khu vực có liên quan đến biển Đông nhằm thực hiện mưu đồ bá quyền trên vùng lãnh thổ rộng lớn của đất nước chúng ta. Tàu chiến, tàu chấp pháp Trung Quốc liên tục gây hấn đâm va tàu các nước láng giềng, là chuyện xảy ra như cơm bữa trên biển Đông. Tuy nhiên mới đây Trung Quốc còn mạnh mồm tuyên bố sẽ còn mạnh tay hơn nữa để săn đe tàu chiến của các nước hoạt động trên biển Đông. Đô đốc Trung Quốc dọa đâm tàu chiến của Việt Nam trên biển Đông. Thưa quý vị, một đô đốc hải quân Trung Quốc hung hăng tuyên bố tàu chiến Trung Quốc có quyền đâm vào tàu Việt Nam trên biển Đông, theo báo Hoa Nam buổi sáng. Hiện Việt Nam đang xem xét can thiệp vào tranh chấp trên Biển Đông, bởi Việt Nam coi Biển Đông là vấn đề tối quan trọng đối với lợi ích quốc gia nước này. Nhiều khả năng Việt Nam sẽ hợp tác với hải quân Mỹ hoạt động trên Biển Đông. Trên tờ Thời báo Hoàn cầu Đô đốc Trung Quốc Li Ji cho rằng Việt Nam có thể triển khai tàu chiến và máy bay tới Biển Đông. Máy bay tuần tra B-3C có thể hỗ trợ các máy bay chiến đấu của Việt Nam mở rộng hoạt động trên Biển Đông, còn các tàu chiến, tàu ngầm của Việt Nam có thể hoạt động dễ dàng trên vùng biển này. đô đốc Li Ji hung hăng khẳng định, Việt Nam cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa tàu và máy bay tới Biển Đông, vì Trung Quốc không chỉ phản đối qua các kênh ngoại giao mà còn có quyền hợp pháp đâm tàu nước ngoài xâm nhập lãnh thổ quốc gia. Phản ứng của đô đốc Li cho thấy sự hiếu chiến và tinh thần dân tộc cực đoan đang ngấm sâu vào nhiều cơ quan, quan chức của quân đội Trung Quốc. Trước đó cũng chính thời báo Hoàn Cầu từng đe dọa lực lượng Trung Quốc sẽ bàn máy bay Australia nếu bay vào vùng biển gần nơi Bắc Kinh đang xây các đảo nhân tạo trái phép. Trên thực tế, rồi chuyên gia quân sự quốc tế luôn đánh giá Việt Nam có lực lượng hải quân hùng mạnh và loại hàng đầu châu Á với hàng loạt, tàu chiến và máy bay hiện đại, cũng như kinh nghiệm tác chiến quốc tế vừa xa Trung Quốc. Các nhà phân tích cho biết đụng độ chỉ có thể xảy ra trên Biển Đông trong trường hợp một chỉ huy quân đội Trung Quốc hung hăng ra lệnh tấn công tàu Mỹ hoặc Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng khả năng này khó xảy ra. Các chuyên gia dự đoán lực lượng Trung Quốc có thể đeo bám tàu và máy bay của Mỹ, Nhật hoặc Việt Nam ở gần các đạo nhân tạo trái phép trên Biển Đông. Giờ khi các tàu này rời đi thì hân hoan tuyên bố đã đuổi được chúng. Làm thế nào để kiềm chế tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc? Tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh đang ngày càng lớn, đang đe dọa hầu hết, như là tất cả các nước dọc theo cái gọi là chuỗi đảo thứ nhất, bao gồm Nhật Bản, Việt Nam và Philippines. Quân đội Mỹ đã bắt đầu chiến lược xoay trục sang châu Á. Năm 2020, Hải quân và Không quân Mỹ đã triển khai 60% lực lượng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời Lầu Năm Góc cũng đầu tư một phần đáng kể nguồn lực nhằm chống giảm tuổi thọ các máy bay ném bom chiến lược mới và tàu ngầm hạt nhân được thiết kế để hoạt động trong điều kiện tăng nguy cơ xung đột. Những thay đổi trong chiến lược này rõ ràng là nhằm mục đích kiềm chế Trung Quốc đang ngày càng hung hăng, tham vọng về lãnh thổ của Bắc Kinh ngày càng lớn đang đe dọa hầu như tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ nằm dọc theo cái gọi là chuối đảo thứ nhất trong đó có Nhật Bản, Việt Nam và Philippines. Washington đã cam kết sẽ bảo vệ các khu vực này, nhưng để ngăn chặn sự xâm lăng của Trung Quốc, Lầu Năm Góc sẽ phải đi xa hơn nữa mức độ phát triển của Trung Quốc đã xa vấn đề về khả năng. Washington đảm bảo cung cấp viện trợ quân sự cho các đồng minh và đối tác, mặc dù triển vọng ngăn chặn thông qua trừng trị bằng các hình thức tấn công đường không và phong tỏa hải quân có thể đóng một vai trò quan trọng và buộc Trung Quốc phải kiềm chế không phiêu lưu. Nhiệm vụ của Washington, các đồng minh và đối tác là gian đe thông qua các biện pháp khác nhau để thuyết phục Bắc Kinh hiểu được rằng không thể đạt được mục tiêu bằng vũ lực khi sử dụng các tiềm năng bí mật của lục quân Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác, Washington sẽ có thể thực hiện nhiệm vụ này bằng cách tạo ra một hệ thống các kết nối quốc phòng cùng các nước thuộc chuỗi đảo thứ nhất bằng việc thành lập hệ thống phòng thủ quần đảo và như thế sẽ tức đi khả năng đạt được mục tiêu của Bắc Kinh bằng cách gây hấn xâm lược hoặc gây áp lực. Mối nguy hại, Trung Quốc tuyên bố rằng sự lớn mạnh của họ là nhằm mục đích hòa bình, song những hành động của nước này lại đang nói lên mục đích hoàn toàn khác quân quốc của chủ nghĩa xét lại tìm cách thống trị ở phía Tây Thái Bình Dương. Bắc Kinh tham vọng không chỉ Đài Loan mà còn đối với quần đảo Điều Ngư và hầu hết trong số 1,7 triệu giảm vuông tạo nên biển Hoa Đông và Biển Đông, nơi 6 quốc gia khác nhau đã đưa ra tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh không biện minh, không xin lỗi vì quan điểm của mình. Năm 2010, Bộ trưởng Ngoại giao khi đó là ông Dương Khiết Trì bằng một cái phương tay đã bác bỏ tất cả các mối quan ngại về sự bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh khi nói rằng Trung Quốc một đất nước rộng lớn và các nước khác đều là nước nhỏ và đó là một thực tế. Hãy suy nghĩ về những hành động gần đây của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trung Quốc đã tước đi bãi cạn Scarborough của Philippines Trung Quốc đưa dàn khoan Hải Dương 981 đến vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đã có cuộc đụng độ với các tàu thuyền đánh cá Việt Nam. Trước đó đã có một số sự cố ở biển Hoa Đông để trả đũa việc bắt giữ thuyền trưởng của một tàu đánh cá, Trung Quốc đâm hai tàu bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Bắc Kinh ngừng xuất khẩu sang Nhật Bản đất hiếm cần thiết cho việc sản xuất điện thoại di động và máy tính. Bắc Kinh đơn phương thiết lập trên quần đảo Điều Ngư và các khu vực khác trên biển Hoa Đông. Vùng nhận dạng phòng không thiết lập các quy tắc riêng của mình nhằm kiểm soát không lưu. Nhà chức trách Trung Quốc đã cảnh báo rằng sẽ thông qua các biện pháp quân sự chống lại các máy bay vi phạm không phận. Một số người tin rằng với sự phát triển ngày càng mạnh trong lĩnh vực quân sự, các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ cảm thấy an toàn hơn và hành vi của họ sẽ kiềm chế hơn, song nhiều khả năng sẽ có một kịch bản hoàn toàn ngược lại. Trên thực tế, Hành động khiêu khích của Bắc Kinh tỷ lệ thuận với sự lớn mạnh dữ dội của sức mạnh quân sự. Bắc Kinh đang đầu tư vào các khả năng mới mà đe dọa trực tiếp đến sự ổn định trong khu vực. Trong những năm gần đây, quân đội Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ đáng kể theo hướng này và đang thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh và laser để chặn các vệ tinh của Mỹ. Mạng lưới phòng thủ Mỹ đang bị các cuộc tấn công mạng quy mô lớn. Bắc Kinh cũng mở rộng các khả năng phản kháng các lực lượng quân sự để chống lại và hạn chế các cuộc tập trận của Hải quân Mỹ ở vùng biển quốc tế. BOA cũng được trang bị các tên lửa đàn đạo và hành trình thông thường có khả năng tấn công các căn cứ quân sự lớn của Mỹ trong khu vực, như căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa của Nhật Bản và phát triển máy bay tàng hình để tấn công chống lại các mục tiêu dọc theo chuỗi đảo đầu tiên. Để phát hiện các tàu chiến ở khoảng cách lớn, BOA đã triển khai radar và vệ tinh theo dõi mạng và sử dụng các máy bay không người lái cho các chuyến bay trinh sát tầm xa để chống lại tàu sân bay Mỹ và các tàu hộ tổng cho tàu ngầm, Hải quân Trung Quốc đang chuẩn bị trang bị ngư lôi tốc độ cao hiện đại và tên lửa hành trình tầm xa có độ chính xác cao cho các cuộc tấn công tầm xa. Hành động của Bắc Kinh đã khiến Mỹ tăng cường vũ khí đến khu vực. Trong 10 năm qua, Washington đã tập trung nỗ lực và nguồn lực để đảm bảo lực lượng lục quân của mình ở Afghanistan và Iraq. Ngân sách quốc phòng của Mỹ gần đây tăng hơn 4% GDP, sự kiện sẽ giảm xuống dưới 3% vào cuối thập kỷ này. Đơn giản Lầu Năm Góc đang cắt giảm tiềm năng quân sự trong khi BOA thì lại đang tăng. Tuy nhiên, nếu tin rằng nguồn gốc của các chính sách hiện nay đều bắt nguồn từ quá khứ thì Trung Quốc sẽ không tìm cách để đạt được mục tiêu bành trường lãnh thổ thông qua xâm lược công khai. Để phù hợp với văn hóa chiến lược riêng của mình, Bắc Kinh muốn từ từ nhưng không thể thay đổi cán quân quân sự trong khu vực có lợi cho mình, để các nước khác không có sự lựa chọn nào khác phải chấp nhận sức mạnh của Trung Quốc. Hầu hết các nước láng giềng tin rằng các cam kết ngoại giao và kinh tế sẽ không thay đổi thực tế cơ bản này. Một số nước trong đó có Nhật Bản, Philippines và Việt Nam tập trung vào việc chống lại tham vọng của Bắc Kinh. Tuy nhiên, họ cũng nhận thức rằng hành động một mình sẽ không ngăn cản được Trung Quốc tiến tới mục tiêu bành trường lãnh thổ chỉ khi có sự giúp đỡ của mỹ mới có thể hình thành một mặt trận thống nhất để ngăn chặn sự xâm lược hay áp lực từ phía bắc kinh bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin được phép tạm dừng tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại